Megaduo nó sẽ có những cái tác dụng gì? Thì Megaduo thì nó sẽ chứa hai thành phần, đó là axit azelaic và AHA. Vậy thì công dụng của nó sẽ là vừa trị mụn mà vừa trị thâm. Xin chào tất cả các bạn và rất vui được gặp các bạn trên kênh YouTube của bác sĩ Nguyên. Và chủ đề của video ngày hôm nay đó là mình sẽ review và hướng dẫn cho các bạn cách để sử dụng tiếp thuốc Megaduo. Vì thời gian gần đây thì rất là nhiều bạn hỏi mình về tiếp thuốc này, một cái tiếp thuốc mụn khá là bình dân, giá hạt rẻ, nhưng mà hiệu quả thì cũng rất là đáng để cân nhắc. Nhưng mà trước khi đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thì mình rất là hy vọng các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký kênh, bởi vì hàng ngày chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều hơn. Các bạn cũng nhớ nhấn vào nút quả chuông để khi mình ra video thì các bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất kỳ một video nào của mình nha. Quay trở lại với chủ đề video ngày hôm nay, đó là hướng dẫn và review cho các bạn tiếp thuốc Megaduo. Thì trên tay mình đây là tiếp thuốc Megaduo, và bản thân mình cũng là một người từng đã sử dụng Megaduo rất là nhiều, vì ngày trước thì mình cũng bị mụn rồi bị thâm, và cũng đã kê cho rất là nhiều khách hàng của mình là học sinh, sinh viên sử dụng tiếp thuốc mụn này. Thì hôm nay sẽ chia sẻ lại cho các bạn tất cả những cái gì liên quan đến cái tiếp thuốc Megaduo này. Nếu bạn nào đang có ý định mua hoặc là đang sử dụng nhưng mà chưa hiệu quả thì các bạn có thể xem hết video clip này để các bạn có những cái hướng dẫn chi tiết dành cho mình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về tiếp thuốc Megaduo này nha. Megaduo là một cái tiếp thuốc mụn được sản xuất tại Việt Nam của nhãn hàng Gamma Chemical. Đây cho các bạn xem nha. Gamma Chemical. Cái trọng lượng của nó là 15g ở dạng gel, và đây là cái thiết kế bao bì ở bên ngoài. Megaduo này nó sẽ có những cái thành phần nào? Thì nó sẽ có hai cái thành phần chính được ghi ở trên bao bì luôn. Thành phần đầu tiên đó là axit azelaic, và thành phần thứ hai đó là glycolic acid. Đối với axit azelaic thì mình cũng đã từng có một cái video nói rất rõ về thành phần này, về những công dụng, thì các bạn có thể xem video đó ở đây nha. Tiếp theo đó là AHA, thì đây là một cái tẩy tế bào chết hóa học, giúp bạc sừng bong vẩy và lấy đi những cái tế bào chết ở phần thượng bì. Khi mà kết hợp hai thành phần này lại với nhau thì tiếp Megaduo này vừa có khả năng trị mụn mà vừa có khả năng trị thâm. Một xíu ở phần sau thì bác sĩ Nguyên sẽ phân tích rõ là trường hợp nào thì các bạn nên sử dụng Megaduo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ở bên trong Megaduo nó sẽ như thế nào nha. Ở bên ngoài thì nó chỉ đựng trong một cái hộp giấy rất là đơn giản, đa phần những cái tiếp thuốc của Việt Nam chúng ta đều sản xuất như vậy. Và đây là bên trong, đây là tiếp thuốc Megaduo cho các bạn xem nha. Đây, ở trong này thì còn có tờ hướng dẫn Megaduo nữa. Thì nếu mà bạn nào mong muốn đọc á, thì chúng ta khi mà mua về chúng ta sẽ đọc để biết những cái hướng dẫn sơ sơ về cái tiếp thuốc này nha. Ở cái đầu tiếp của nó thì nó sẽ có dán một cái siêu giống như là một cái sợi cao su. Xong là chúng ta sẽ mở ra và sẽ thấy cái chất kem ở bên trong của Megaduo. Thì bây giờ mình cũng sẽ lấy cái chất kem của Megaduo ra cho các bạn xem luôn nha. Ở đây nó có dạng gel các bạn, nó có dạng gel hơi đặc. Khi mà các bạn bôi lên da thì nó cũng thẩm thấu khá là nhanh, mùi thơm nhẹ. Thực sự là rất thích mùi của Megaduo bởi vì cái mùi thơm của nó rất là nhẹ nhàng và dễ chịu, nó không khó chịu như là những cái mùi thuốc của những cái tiếp thuốc mụn khác. Đây, và sau khi bôi xong thì nó gần như là thấm liền ngay lập tức, và nó có cảm giác hơi nhờn nhờn ở trên da. Chắc là mình để một xíu thì nó sẽ thoáng. Rồi, bây giờ là hầu như là khô thoáng và không còn cái cảm giác nhờn rít ra trên da nữa. Có một cái nhược điểm mà mình muốn nhắc các bạn, đó là cái tiếp thuốc Megaduo này nó có phần miệng khá là lớn khi lấy ra, nên nó rất là dễ bị phọt ra ngoài và dễ bị lấy thừa sản phẩm. Nên các bạn khi mà bóp cái tiếp này á, chúng ta bóp nhẹ nhàng để thuốc từ từ nó chảy ra. Lúc trước mình không biết nha, mình bóp mạnh một phát là nó ra một đoạn dài như vậy thì rất là phí. Và nếu mà các bạn mua nhiều như vậy thì nó vừa dễ gây kích ứng mà nó vừa không mang lại hiệu quả cao ở trên da của chúng ta. Vậy thì Megaduo nó sẽ có những cái tác dụng gì? Thì Megaduo như hồi nãy mình vừa nói thì nó sẽ chứa hai thành phần, đó là axit azelaic và AHA. Vậy thì công dụng của nó sẽ là vừa trị mụn mà vừa trị thâm. Đối với axit azelaic là một loại axit khá là nhẹ nhàng, khi mà bôi axit azelaic lên da thì nó sẽ có tác dụng đó là kháng viêm, bạc sừng, bong vẩy, nên nó sẽ rất là phù hợp cho những bạn mà đang có tình trạng là mụn viêm, mụn ẩn, nhưng mà chỉ ở mức độ nhẹ thôi. Ngoài ra thì axit azelaic nó còn có tác dụng đó là ức chế một cái men là men tyrosina, một cái men chính trong việc hình thành nên những cái sắc tố ở trên da. Do đó khi mà các bạn sử dụng Megaduo thì nó sẽ làm cho da của các bạn sáng hơn, giảm được những cái nốt thâm mụn. Thành phần thứ hai đó là AHA, một cái tẩy tế bào chết hóa học. Khi mà các bạn bôi AHA lên da thì nó sẽ có tác dụng kháng viêm và bạc đi cái lớp sừng mỏng ở trên da, nên cũng làm cho da của các bạn được đổi mới nhanh hơn,
dẫn đến là da sẽ sáng và đều màu hơn. Vậy thì Megaduo nó sẽ rất là phù hợp cho những bạn có tình trạng là mụn viêm, mụn ẩn ở mức độ nhẹ, hoặc là trong trường hợp là các bạn đã điều trị mụn ổn rồi và các bạn muốn duy trì và muốn điều trị thâm sau mụn thì chúng ta có thể lựa chọn Megaduo. Có một cái cảnh báo mà mình muốn nhắn đến các bạn, đó là những bạn mà bị mức độ mụn từ mức trung bình cho đến nặng á, thì các bạn không nên lựa chọn sản phẩm này, bởi vì hiệu quả của nó khá là chậm và các bạn sẽ không thấy được trên da của mình. Và thông thường để mà thấy được hiệu quả trị thâm và trị mụn, thấy rõ được ở trên da thì các bạn phải sử dụng khoảng tầm 3 tiết Megaduo trở lên. Nhiều bạn là mới sử dụng Megaduo được khoảng 1-2 tuần thì các bạn hỏi bác sĩ Nguyên là sao không thấy kết quả, thì thông thường thời gian này nó khá là ngắn, da của các bạn chưa được thay đổi, chưa được đổi mới, mụn chưa đào thải ra khỏi bề mặt da thì các bạn rất là khó thấy được những cái kết quả trên da. Chúng ta phải kiên trì để sử dụng. Đối với khách hàng của bác sĩ Nguyên thì mình nhận thấy là phải sử dụng từ 3 tiếp trở lên thì các bạn mới bắt đầu thấy những cái hiệu quả rõ rệt ở trên da. Nhiều bạn hỏi mình là sử dụng Megaduo thì có đẩy mụn hay không, thì thật ra đối với hầu hết những cái loại thuốc mụn thì đều có cái cơ chế chung đó là đẩy mụn, và trong Megaduo thì nó vẫn có thành phần đó là AHA và axit azelaic thì nó cũng sẽ bạc sần, thì nó cũng sẽ loại thải những cái nhân mụn ở dưới bề mặt da ra khỏi da nên nó vẫn một phần nào đó đẩy mụn. Tuy nhiên thì tiếp thuốc mụn này nó bạc sần một cách nhẹ nhàng và cái hiệu quả nó chậm, nên các bạn sẽ thấy là cái việc đẩy mụn nó sẽ rất là từ từ, nó sẽ không ồ ạt và nó cũng sẽ không dữ dội giống như những cái tiếp thuốc mụn khác, nên các bạn yên tâm là khi sử dụng Megaduo thì sẽ rất là nhẹ nhàng ở trên da. Vậy thì khi mà đã có cái tiếp thuốc Megaduo rồi thì các bạn sẽ sử dụng nó như thế nào? Việc sử dụng Megaduo nó khá là đơn giản, bởi vì đây là một cái tiếp thuốc khá là an toàn, lành tính. Hai thành phần ở trong tiếp thuốc này nó vẫn sẽ hợp với cả những đối tượng như là bà mẹ mang thai và cho con bú, hoặc là đối tượng là da nhạy cảm thì các bạn vẫn có thể sử dụng những cái thành phần này, bởi vì nó rất ít khi gây kích ứng cho da. Bản thân bác sĩ Nguyên là một người kê cái tiếp thuốc này rất là nhiều rồi, từ ngày đó đến giờ mình vẫn chưa thấy có bạn nào mà bị kích ứng với Megaduo cả, nên các bạn có thể yên tâm sử dụng. Vậy thì cách bôi như thế nào? Thì chúng ta cứ bôi một ngày 2 lần ở trên nền da sạch. Vậy thì cách bôi Megaduo như thế nào để đạt được hiệu quả cao? Vào buổi sáng sau khi rửa sạch mặt thì chúng ta sẽ bôi một cái lượng Megaduo khoảng tầm 1/2 đốt ngón tay, sau đó các bạn bôi kem dưỡng ẩm và cuối cùng là kem chống nắng. Với cái kết cấu của Megaduo thì nó cũng không quá nhờn nít, nó khá nhanh là khô thoáng ở trên da, nên các bạn yên tâm là hoàn toàn có thể bôi được vào ban ngày. Vào ban đêm thì các bạn cũng có thể áp dụng quy trình này, đó là làm sạch da, sau đó đến Megaduo và cuối cùng đó là kem dưỡng ẩm. Như vậy là các bạn đã hoàn thành được một cái chu trình skincare có Megaduo rồi. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều bạn đặt ra một câu hỏi là Megaduo phải kết hợp với một cái sản phẩm nào nữa để điều trị mụn và điều trị thâm nó đạt được hiệu quả cao hơn. Bác sĩ Nguyên cũng sẽ tiết lộ cho các bạn luôn. Thật ra nếu các bạn sử dụng Megaduo một cách đơn lẻ thì hiệu quả nó sẽ rất là khó thấy và nó rất là chậm ở trên da, và đôi khi các bạn sẽ bị nản trong quá trình sử dụng. Vì vậy việc kết hợp Megaduo thêm với một cái tiếp thuốc mụn khác là sự lựa chọn của rất rất là nhiều bác sĩ da liễu, và hầu như các bác sĩ da liễu đều áp dụng cách này, có nghĩa là không kê Megaduo một cách đơn lẻ mà kê thêm với một cái tiếp thuốc mụn khác. Vậy thì chúng ta cần kết hợp với tiếp thuốc mụn nào? Thì bên cạnh đó cũng sẽ có những cái tiếp thuốc mụn rất là bình dân, chẳng hạn như là Glenjit MS, Glenjit C, Ayaduo, Vertusix để các bạn có thể kết hợp chung với lại Megaduo. Nếu mà các bạn đang gặp tình trạng mụn ẩn thì các bạn có thể kết hợp tiếp thuốc đó là Glenjit MS và Megaduo. Nếu mà các bạn đang gặp tình trạng mụn viêm thì các bạn có thể kết hợp Glenjit C hoặc là Ayaduo với lại là Megaduo. Và ở video tiếp theo thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta kết hợp hai cái tiếp thuốc đó là Glenjit MS và Megaduo để các bạn có thể điều trị vấn đề mụn ẩn ở trên da một cách hiệu quả nhất. Các bạn nhớ đón xem nha. Và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích cho các bạn thêm thông tin về vấn đề điều trị mụn thì các bạn nhớ ủng hộ bác sĩ Nguyên bằng việc subscribe kênh YouTube, chia sẻ video này đến với nhiều người hơn, và các bạn hãy xem thêm nhiều video của bác sĩ Nguyên ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại.